Hello, chào bà con. Hôm nay mình sẽ chỉ cho mọi người cái cách mà trị bệnh chỉ tại nhà ở Mỹ như thế nào. Trước tiên thì bệnh chỉ tiếng Mỹ gọi là hemorrhoid. Ok, cái chữ nó hơi khó đọc nhưng mà mình giờ hammer là giống như cây búa vậy đó. Roi là giống như roi vậy đó, giống như là vừa bị ăn búa mà vừa bị ăn roi nữa. Giống như vừa ăn búa mà vừa ăn roi nữa là sẽ nhớ là cái đó là bị bệnh chỉ. Đau thấy mẹ luôn à. Hammer roi. Đó là bị bệnh chỉ. Thì ở bên Mỹ thì bị bệnh chỉ là chỉ cần đi ra tiệm thuốc tây mua thuốc mà không cần phải có toa bác sĩ. Không cần phải có toa bác sĩ. Thuốc bán bị bệnh chỉ nó có bán ở Walmart, Walgreens, CVS. Cái loại kem này thì mắc tiền hơn chút. Cái này 5 đồng một lọ như vậy, còn cái này 7 đồng. Cái này là 4 đồng. 4 đồng một chai kem này ở Walmart bán. Có nhiều lắm, có nhiều loại lắm. Này là chỉ là ở đây, đây cũng là một loại kem thoa. Cái này nó có cái aloe làm mát. Làm mát. Mát đích. Ngoài cái kem thoa đó còn có cái này là cái giấy lau. Giấy lau. Giấy lau này một hộp là 7 đồng. Ở trong nó có nhiều cái miếng giấy lau nhỏ nhỏ giống như vậy nè, để cho mấy người bị bệnh chỉ á, để mà lau. Chẳng hạn như bị chảy máu, bị sưng, thì ở trong này nó có ghi là giúp nó co rút lại với giảm đau. Hộp thứ nhất là để chữ hemorrhoid relief, thấy chữ rõ không? Hemorrhoid relief. Thứ hai á nó gọi là liver health, nó đọc đúng không? Liver health. Liver là gan, phải không? Cái này nó làm cho mát gan, cái này nó làm cho cái búa chỉ nó rút vô lại. Khi cái này cũng ở nhà thuốc, cái này cũng ở nhà thuốc Bắc. Cái này cũng ở nhà thuốc Bắc, cái này lại nhà thuốc Bắc mua có 6 đồng à. Cái này lại nhà thuốc Bắc mua cũng 6 đồng. Có nghĩa là nếu mà người Việt ở gần khu Việt Nam có chợ nhà thuốc Bắc thì đi tới nhà thuốc Bắc hỏi nó tôi bị bệnh chỉ thì họ bán mấy cái thuốc này. Nó không có mắc, nó rẻ. Còn mua cái này trên mạng Amazon á mắc quá. Mà lúc đau quá thì thấy cái gì mắc cũng mua hết trơn á, uống đại biết đâu trúng sao. Đó. Ngoài cái thuốc mà những cái thuốc mà trợ giúp này nè thì phải mua thêm còn thêm một loại thuốc này là thuốc ở Việt Nam gửi qua. Cái thuốc này ở Việt Nam gửi qua. Thì đau quá mà bạn bè bên Việt Nam gửi qua cũng để trên này để rất hiệu nghiệm. Dữ dàng chơi quảng cáo tốt không? Rất hiệu nghiệm. Ai mà bị bệnh chỉ ở Mỹ, cái mà cần nhất là cái hộp vệ sinh giảm đau kem thoa. Ok, kem thoa và thuốc uống cho nó mát gan, giải độc. Đó. Thêm một cái quan trọng nữa là nếu mà bị bệnh chỉ thì phải dùng cái thuốc này. Cái này là cái thuốc làm cho mềm phân, dễ đi cầu, tránh táo bón. Đó, cái thuốc này. Cái này nó quậy chung với nước uống.
Ngoài cái loại này á thì có cái loại này. Cái loại này là thuốc mềm phân. Là bị ai mà bị da máu thì phải uống cái thuốc này ít nhất là phải 1 tuần lễ. Tại vì nó da máu rồi vết thương nó lành, nhưng mà nếu mà đi đi cầu nữa thì nó lại da máu nữa, thì rồi nó lại không lành. Cho nên bị da máu rồi phải uống thuốc này 1 tuần lễ, để cho cái phân trong 1 tuần lễ nó đi cho nó êm, nó đừng có da máu nữa. Sau 1 tuần lễ thì đừng có uống này nhiều quá, uống nhiều quá nó bị lạm thuốc á. Thì nếu mà bị da máu á thì có cái thuốc này. Cái này là giống như cái này, cái thuốc xịt lúc mà nó sưng mà nó ra máu, nó đau được đau cầm cái này xịt vô êm hết đau liền. Thì cái này đứa em gái nó làm ở bệnh viện nó cho, hoặc là mấy người mà người ta đi sinh đẻ đó, mấy người phụ nữ đi sinh đẻ đó, người ta sinh đẻ bác sĩ cho để mà dùng. Ngoài ra thì có cái thêm cái bình này, cái bình này để mà bỏ nước ấm vô để mà clean up. Ngoài những cái thuốc này ra đó thì lại có thêm cái thuốc này nữa. Cái thuốc này là cái thuốc mà để nhét đít, nằm ngủ tới sáng nó rút lại dễ dàng. Ai đang bị bệnh chỉ đừng bao giờ tự cắt ở nhà, đau lắm. Mình tự cắt mà 1 tuần nay rồi mà cũng còn đau. Thì nếu mà ai bị bệnh chỉ muốn trị bệnh chỉ thì ở Mỹ nha, còn ở Việt Nam thì có nhiều chỗ trị rồi. Ở Mỹ thứ nhất là mình phải biết, mình phải thông báo cho bạn bè anh em bà con dòng họ mình biết là mình bị bệnh chỉ đừng có giấu. Nhiều khi có nhiều người bị bệnh chỉ mắc cỡ giấu cái bệnh mà ngay cái chỗ nó không được đẹp cho nên khó nói, cho nên giấu giấu rồi không ai biết hết trơn. Bị bệnh chỉ ngồi vậy nè, ngồi không được cái nhăn cái mặt rồi nhóm qua bên này nhóm qua bên kia ngồi làm, khách nó hỏi bị gì nói kỳ quá, cái mình nói tao bị đau lưng, tao bị đau lưng, cứ nói bị đau lưng thôi mà cái ngồi nghiêng qua bên này đau quá, cái mới khai thiệt nó tao bị chỉ. Cái khách nó nói ông mày bị bệnh chỉ hả, cái nó giới thiệu đi mua cái này, nó giới thiệu đi mua cái này về lao, nó êm. Cho nên mình bị bệnh chỉ thì mình phải trị, mình phải nói cho mọi người biết thì người ta mới biết mình bị, rồi người này chỉ cách này người kia chỉ cách kia, hoặc là mình nói mình bị bệnh chỉ cái nhỏ em nó đi sinh đẻ đó, nó sau đi sinh thì bác sĩ cho nó cái này về đặng cho nó xịt đặng cho nó giảm đau á, cái nó bị bệnh chỉ nó đưa cho này, hoặc nhỏ em nó nghe nói cái nó mua thuốc nó gửi nó em uống cái thuốc này hết, cái nó mua nó gửi cho mình uống. Hoặc là bạn bè ở bên Việt Nam nghe nói mình bị bệnh chỉ cái mua thuốc này gửi từ Việt Nam qua cả chục hộp đó. Hoặc là cho nên là người bị bệnh chỉ cái chuyện trước tiên là phải thông báo cho mọi người biết, cho nói cho khách của mình biết, mấy người khách mình là móng tay á hoặc là khách mình làm ăn chung á, mình nói cho họ biết mình tao bị bệnh chỉ, nói mẹ đi kệ mẹ đi. Mỹ nó bị bệnh chỉ tùm lum hết á, nó đi mua nó bán thuốc đầy ngoài điểm tùm lum loại thuốc chỉ chỉ già chỉ con chỉ bé chỉ lớn gì nó bán đầy hết trơn. Cho nên phải nói bỏ lên Facebook, tao bị bệnh chỉ, trời ơi mấy chục người nó bỏ vô đó, nó chỉ mình cách trị. Bỏ lên Facebook, bỏ lên mạng, bỏ lên YouTube, bỏ lên tùm lum hết đâu. Ok hả, nếu ở Mỹ thì nếu bị bệnh chỉ đau quá đừng có đi vô cấp cứu. Vô cấp cứu là nó phải đo máu, đo tim, đo huyết áp, đo này đo nọ xong rồi ngồi chờ.
ngồi chờ xong cái nó vô trong đó gặp cái con bác sĩ mà nó dễ thương á, thì nó trong con bác sĩ mà nó dễ thương á thì nó chích thuốc tê cho mình, rồi nó clean sạch sẽ cho mình xung quanh, nó chích thuốc tê rồi nó clean sạch sẽ, rồi nó lấy cái dao mổ á, nó lấy dao mổ á, nó gọc một cái nhẹ, xẹt một cái nhẹ vậy nè, rồi cái nó nặng cái cục máu bầm ở trong cái búa chỉ á, nó giăng ra là giống như cái bong bóng nó đang phình ra vậy nè, chích một cái nó xì lại là giống như là vừa ôm ôm bong bóng đít đi vô IA xong là nó chích một cái là khỏe ra liền đi về đó. Nó là cái đó là gặp cái con mà nó dễ thương, còn gặp cái người mà nó không dễ thương là nó không muốn chị, hoặc là nó nhìn thấy cái nhìn thấy gớm quá nó không, nó nói ê, cái này tao không chơi, thì nó nói tao được thôi mày về uống Advil, về anh uống Advil là cái thuốc này đó. Nhưng mà mình đã đi vô cấp cứu rồi đó, nó chỉ kêu chổng mông lên cho nó coi một cái rồi đi về là nó sẽ tốn 900 đô, 700 đô hoặc là có thể cả hơn nữa, cả ngàn đô mà nó không trị được gì hết trơn. Hoặc là đi chuyên khoa của bệnh chỉ thì vô đó người ta coi, người ta mổ cho mình hay là người ta cắt cho mình. Cho nên mình phải nói cho mọi người biết là mình bị bệnh chỉ thì người ta mới chỉ cho mình đi đúng chỗ. Tóm lại là bị bệnh chỉ là phải cho người ta biết để người ta chỉ cho mình, nói cho người này biết, nói người biết, thậm chí có nhiều người giấu đến nỗi mà người trong nhà còn không biết nữa thì không ai biết đường mà chỉ mình đó. Cái đó là mình nói trường hợp là cần phải đi bác sĩ bị nặng, còn nếu mà bị nhẹ mới bị phù ra rồi hút vô hay là kia nọ thì chị ở nhà bằng cách là dùng mấy cái thuốc này, hoặc lao nằm ngâm nước nóng, lấy một cái chậu bỏ nước nóng vô, bỏ miếng muối vô, quậy vô rồi ngồi đó, nó ngâm nước nóng. Thêm một cách chị nữa là uống gạo gắp cá, gạo gắp cá đâm nhuyễn, vắt cái nước ra bỏ thêm tí muối nữa uống. Gạo gắp cá là rất tốt cho bệnh chỉ nằm. Còn một tuần nay á thì mình bị bệnh chỉ á, là mình ăn cháo, rất là tốt, ăn cháo rất là tốt, không ăn cháo thịt nha, mà cũng không ăn cháo gì chân, không ăn rau ăn gì chân luôn, cháo sáng ăn cháo, trưa ăn cháo, chiều ăn cháo, sáng ăn cháo, trưa ăn cháo, chiều ăn cháo, ăn ba bữa, nó êm lại liền. Tại vì giống như cái búa chỉ nó mình nóng trong người hoặc mình làm nặng rồi cái máu nó dồn ra đó, nó phù ra đó, thì mình ăn cháo rồi mình nghỉ ngơi, mình uống nước lạnh, không hút thuốc, không uống rượu, không uống bia, không ăn đồ nóng ha, đi cầu không gặn đó, nhất định là không gặn. Mà lúc mà bị bệnh chỉ, mà đau mà cái búa chỉ nó đang sưng ra 1 2 ngày rồi đó ha, thì cũng đừng có gặn, mà mỗi lần đi cầu là một cái cực hình, rất là đau đớn, cho nên nếu mà đang bị sưng, đang bị chỉ thì dùng cái này, dùng cái viên này xé ra nhét vô đít rồi đợi đợi khoảng chừng 5 phút hoặc 10 phút để cho cái nhiệt độ trong cơ thể của mình nó làm cái viên này nó tan ra, thì nó mềm, làm mềm chán ở trong đó, thì lúc mà mình đi nó không có đẩy cái búa chỉ ra thêm, nó trơn tru hơn, nó dễ đi hơn, nó đẩy cái búa chỉ ra hơn. Chứ nó họ nếu mà mình bị bón đó, hoặc mình bị sốt đó, nó không có làm chảy máu, có nghĩa là để cái viên này vô, đặt cái viên này vô khoảng chừng 5-10 phút rồi hạ đi. Mà lúc đi á cũng đừng có đau, cũng đừng có gặn, chỉ có ngồi á rồi len lỏi, đợi cho nó len lỏi rồi từ từ cục phân nó ra thôi, chứ đừng gặn.
dặn là nó lòi ra nữa. Định chỉ là không dặn, nhất định không dặn, không dặn. Lúc mà phải mà đi làm á, phải đi làm á thì giống như mình bị mà không ai làm dân, mình phải đi làm neo á, phải đi vũ neo á, thì mua cái này, cái này là cái ghế này là để làm nóng cái ghế nè, thấy không? Cái này ở mấy cái tiệm mà bán đồ cho xe hơi á, mấy cái tiệm AutoZone hay là AutoPark đồ đó, hay là Amazon đồ cũng có bán. Cái này bỏ lên cái ghế của cái ghế mà mình ngồi mình làm neo á, bỏ vô cái ghế, ghim điện vô. Về mua, nếu mà có tiền chịu chơi mua hai cái luôn, bỏ một cái trên xe luôn, bỏ một cái trên ghế làm neo. Mở lên. Khi mà cái búi chỉ nó lú ra vậy nè, nhiều khi phải khoét cái lỗ trong cái ghế đặng ngồi cho nó đừng có đau. Nhưng mà cũng không êm bằng cái này. Cái này là cái là cần phải mua. Có 40 đồng ở em ở chỗ bán đồ cho AutoPark, 40 đồng một cái. Ghim điện vô. Ấm lên. Nó ấm lên cái ngồi làm neo thoải mái lắm. À, tại ngồi làm neo mà bệnh chỉ thì phải nằm ở nhà, mà không có thợ rồi thì phải đi giũa thôi. Mà đi giũa thì có cái này rất là tốt. Ha. 40 đồng. Thứ nhất là đối với trẻ em, mình bị bệnh chỉ thì mình chữ những cái thuốc này, mình bị, ba mình bị, má mình bị, em mình bị, ha, ba bị, má bị, em bị, thì mai mốt là con cái mình cũng có thể bị, vợ mình cũng bị, rồi em vợ, chị vợ, tất cả mọi người đều bị. Có người chưa bị, hoặc có người đã bị rồi, hoặc có người bị rồi hết rồi, hoặc người sẽ bị, tất cả đều bị bệnh. Một số ít là không bị, một số ít không bị, chẳng hạn như là nhờ họ ăn uống thôi. Nếu mà trẻ em, cách ngừa cho trẻ em, mình sẽ cho trẻ em ăn rau. Nhiều khi trẻ mấy đứa nhỏ nó làm biếng ăn rau, mình sẽ cho nó ăn rau, uống nước. À, nếu mà nó bị bón, nếu mà trẻ em mà con mình mà nó bị bón á, thì mình phải cho nó uống cái thuốc này, cho nó uống cái thuốc này đặng cho nó dễ đi cầu, cho nó đừng có bón. Hoặc là cho nó uống cái thuốc này làm mềm phân để cho nó dễ đi cầu thì nó không bị bón, nó mới không bị chỉ. Hoặc là cho nó uống cái thuốc này là nó không bón. Nhưng mà nhớ nhìn cho kỹ nha, bữa hổm mình cũng ba chùm ba chát chạy ra mua lộn thuốc, mua thuốc này về uống để cho nó đi dễ đi cầu, nhưng mà cái thuốc này là thuốc sổ. Bữa uống thuốc này thêm chạy từ tiệm về tới nhà thêm chừng 2 phút nữa không kịp là thấy mẹ rồi. Thuốc này là thuốc sổ, mua thuốc cũng nhìn cho kỹ. Thuốc này làm mềm phân nè, trẻ em mà bị bón mua thuốc này cho uống cho nó đừng có gặn. Người lớn cũng vậy, khi mà bị bón mà gặn là bị bệnh chỉ. Cho nên nếu mà trẻ em bị bón cho uống thuốc này, ok. Còn người lớn cách ngừa của người lớn là sao? Cách ngừa của người lớn là nếu mà có đi cầu không gặn, ok, ngồi lâu cũng được nhưng mà không gặn, cứ ngồi để cho nó len lỏi cho nó sao đó mà không đi không ra, thì nhét cái thuốc này vô nằm khoảng chừng 10 phút 5 phút để cho nó mềm rồi đi, chứ không gặn là bị bệnh chỉ tiếp đó. Nếu mà người chưa bị bệnh chỉ thì thôi, thì muốn làm họ sẽ đi làm nặng. Còn cái người mà bị bệnh chỉ mà tập tạ là sẽ bị bệnh chỉ lại đó. Bây giờ tôi nghỉ tập tạ rồi, 10 năm trước tập tạ bị bệnh chỉ xong cái hết xong cái giờ cảm thấy tay nó nhỏ quá, thấy nó ốm quá, cái tập tạ nữa, tập tạ mà
tập tạ mà tập 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 tay không sao, mà tập chân lúc mà đứng lên ngồi xuống, cái tại thấy người ta tập cho cái đít nó bự, mình cũng muốn tập cho cái đít mình bự, tập thì cái đít nó không bự, cái đít nó không bự mà cái chỉ nó bự, cái cục chỉ nó bự, cho nên giờ không nghĩ nghĩ là tạ không làm nặng, đã bị đình chỉ là không làm nặng, làm nặng là nó lòi ra nữa. À, ví dụ như một kết nước 24 chai nó nặng quá, chia ra làm hai, khinh lần 12 chai rồi khinh hai lần, chứ đừng có khiêng nặng, nặng hơn kết nước là thấy nó lòi ra nữa, cho nên là không có làm nặng. 20 năm nay nó cứ bị rồi nó tái tới, nó tái lui, nó tái tới, nó tái lui. Mà tôi nhớ rất rõ là mỗi lần dọn nhà, mỗi lần mua nhà mới, dọn nhà cũ qua nhà mới, là dọn chừng ngày trước với ngày sau là bắt đầu là bò không à, chẩm khu với bò không à, là bệnh chỉ liền. Rồi cái chị uống thuốc, xả thuốc cái nó hết, cái giờ 3 năm sau cái dọn nhà nữa, cái khiêng bàn, khiêng ghế lấy ra nữa. Cho nên sau này nếu mà có dọn nhà là cũng làm, không lẽ đàn ông không làm, đàn ông ngồi chơi để cho con gái làm, cũng làm, nhưng mà không làm quá nặng. Giống như bữa hổm mà đào đất cái bị nữa cái giờ nghỉ đào cái nó hết bị chị hết, xong cái bữa cái lót gạch bị nữa, la hét cũng bị đó. Cái đó là người trẻ đàn ông. Còn phụ nữ 100% phụ nữ, nếu mà nói 100% hơi nhiều, 90% phụ nữ là bị bệnh chỉ. Tại vì phụ nữ nếu mà sanh đẻ họ gặn họ lúc mà họ sanh em bé họ gặn, họ bị bệnh chỉ. Như vợ mình á, bị sanh đứa đầu tiên bị chỉ nó lòi ra, rồi đi về Việt Nam cắt. Nhưng mà lần thứ hai sinh đứa thứ hai, cái mình kinh nghiệm rồi, mình đứng đó, khi mà nó đau bụng á, nó đau bụng cái bác sĩ kêu gặn cái nó gặn. Bà xã kêu, bác sĩ kêu gặn cái nó gặn cái mình đứng đó, mình lấy cái ngón tay cái mình á, mình đè lại, hả? Mình lấy cái ngón tay cái nè, mình đè lại. Bác sĩ kêu gặn, đứng đó lấy mình đè lại, thấy không? Đè lại, cái nó qua cái lúc gặn cái mình ngưng, rồi cái bác sĩ kêu gặn nữa, cái mình lấy ngón tay cái mình đè lại, giữ nó lại, hả? Cái ngưng vậy đó, mà sinh đứa thứ hai không bị lòi chỉ nữa. Rồi tới sinh đứa thứ ba cũng vậy, mình đứng ở đó, mình gặn, mình cái công chuyện của bác sĩ là người ta chỉ có đứng đó, người ta đỡ đẻ, người ta canh em bé thôi ha. Còn mà khi mà mình bị lòi chỉ hay là bị có người gặn mà ra máu luôn, thì họ không có quan tâm cái chuyện đó, họ chỉ cho mình những cái thuốc về mình trị sao thôi à. Nhưng mà nếu mà ở Mỹ á, mà ông nào mà đưa vợ đi đẻ thì phải đứng ở đó, lấy cái ngón tay cái mình giữ nó lại lúc mà nó gặn, chứ để anh thôi nó bị bệnh chỉ tội nghiệp. Ok. Ngoài những cái thuốc đây, mà dân bị bệnh chỉ chuyên nghiệp á, mà đi du lịch đi đâu chơi á,
là phải có thêm cái hộp thuốc, hiểu chưa? Trong hộp thuốc này là sẽ có thuốc giảm đau, bao tay để mà mình nhét thuốc vô, là những cái thuốc thoa bỏ vô, thuốc uống cho nó rút chỉ bỏ vô, giấy lau cái vệ sinh sát trùng bỏ vô. Đó, đi du lịch có một hộp gì đem theo. Quên nữa, phải có thuốc cho mềm phân nữa bỏ vô. Cái đó là kinh nghiệm của riêng bản thân mình, thì mình cảm thấy nó đau khổ quá, đau quá rồi, cho nên phải làm cái video để mà chia sẻ lại cho những người bị. Tại người ta bị, tôi mở mạng lên tôi coi mà nhiều khi cũng không biết. Bây giờ có nhiều người bị, mở mạng lên coi có thể biết chỗ mà đi mua thuốc. Rồi ở Việt Nam, cái này ở Việt Nam cũng có bán. Không có cần phải thuốc Mỹ mới tốt, không cần đâu. Chỉ cần cái nào mà nó bôi trơn, chẳng hạn như cái này là giống như là cái sáp gì đó, nó cũng đơn, người ta tự làm ở nhà, thuốc gia truyền vậy nè. Nó thì dứt miếng chét vô rồi nằm là nó cũng giúp được. Còn cái này là cái giấy để mà lau, thì mấy cái này ở Việt Nam có bán đó, ở đâu cũng có bán. Còn ngoài ra thì nếu mà anh chị em bà con nào mà dùng cái loại thuốc nào mà nó tốt á, thì chia sẻ bỏ vô cho mọi người biết cái nào nó tốt để người ta bị người ta dùng. Hoặc là anh chị em nào có cái thuốc nào hay ha, có cái cách nào hay thì chia sẻ. Đó. Tóm lại, cái quan trọng nhất là mình hiểu cái cơ thể của mình. Nếu mà mình chỉ, có nghĩa là nóng trong người làm nặng, thì nên ăn cháo, nằm nghỉ ngơi, uống nước. Ăn cháo, uống nước, nằm nghỉ ngơi. Còn nếu mà phụ nữ đi sinh thì có ông chồng nào đó giữ lại cái lúc mà sinh em bé, thì nó sẽ tránh được cái bệnh chỉ. Vợ mình sinh đứa đầu bị phải đi cắt, sinh hai đứa sau, lúc đó mình kinh nghiệm rồi, mình lấy ngón tay mình giữ lại, hai đứa sau không bị, tới bây giờ luôn không bị. Đó, cho nên kinh nghiệm đó là kinh nghiệm rất là xương máu. Thấy được hả? Good. Ok, chúc mọi người thành công.